vị và các bạn, là một trong những tuyến đường trọng yếu có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá cao, nối giữa huyện Đức Trọng và Lâm Hà. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đường DT724 và một phần của đường DH1, đoạn từ trung tâm xã nông thôn mới Tân Hội đi các xã Tân Thành sang thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đã bị xuống cấp trầm trọng. Có những điểm bị sụt lún, tạo thành hố sâu. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông, mà còn dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ổ gà, ổ voi, thậm chí có điểm tạo thành những hố sâu. Đó là thực trạng chung tại nhiều điểm của tuyến đường tỉnh lộ DT724 và một phần của đường DH1 có chiều dài trên 7 km, đoạn từ trung tâm xã nông thôn mới Tân Hội đi các xã Tân Thành qua thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, đã kéo dài hơn 5 năm nay, khiến người dân hết sức bức xúc. Bởi vì con đường này là nó liên quan đến vấn đề là giữa hai huyện, mà cũng là con đường đấu nối để đi qua cái hướng Lâm Hà, qua Buôn Mê Thuột. Nên vấn đề này thì như vậy thì đối với vận chuyển hàng hóa thì khó khăn, rồi các cháu đi lại, nhất là trong mùa mưa. Thời gian vừa qua thì như vậy thì nó có cái tình trạng là cũng có xảy ra tai nạn, cũng xảy ra là vừa qua cũng xảy ra cái cuối năm, khoảng tháng 10 năm vừa rồi thì cũng xảy ra vụ chết người. Cũng bởi vì là do cái thực trạng cái đường ta xuống cấp quá mà. Tuyến đường tỉnh lộ DT724 và DH1 được thi công từ năm 2002. Nguyên nhân chính dẫn đến xuống cấp là do trước đây, trong quá trình xây dựng tuyến đường này, không thi công hệ thống rãnh thoát nước. Nên mỗi khi mùa mưa đến, nước bị ứ đọng, tạo thành những hố sâu. Đồng thời, đây cũng là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt là phương tiện quá khổ, quá tải, chuyên chở vật liệu xây dựng và các loại nông sản. Trước đây đường này ngon lành nó cũng được, nhưng mà do xe cộ đi lại nhiều, bây giờ nó quá nát, bà con lưu thông rất là khó khăn. Là 5-6 năm nay là con đường này càng ngày nó càng tệ đi. Được biết địa phương cũng đã nhiều lần có văn bản gửi đến các ngành chức năng đề nghị tu sửa, nâng cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Nhiều đoạn không thể lưu thông được, chính quyền địa phương cùng người dân đành phải tự bỏ kinh phí để sửa chữa tạm bợ. Tình trạng mà sửa chữa ở đây thì nó lại rất là yếu kém. Là vì khi nào mà nó thùng vũng nhiều quá thì người ta sửa là người ta chỉ có chở một hai cái xe gọi là xe đá lẫn đất. Đấy, người ta đổ vào để cho nó gọi là chữa cháy thôi. Cho nên từ cái chỗ đó thì nó một hai cơn mưa cái là đâu nó lại vào đó. Xe cổ đi rồi ổ gà rồi coi như người dân đồ đi coi như là vất vả lắm. Rồi xe đụng với nhau hơi bị nhiều. Mà người dân của chúng tôi là cũng mong chính quyền làm một con đường cho chúng tôi được lưu thông cho dễ dàng và tiện lợi cho dân thôi. Hiện nay mong mỏi lớn nhất của người dân xã Tân Hội và các địa phương lân cận đó là tình trạng xuống cấp tại tỉnh lộ 724 và DH1 sớm được khắc phục. Điều này không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để cho họ đi lại, thông thường hàng hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo của một xã, được xem là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của Lâm Đồng. Chăn nuôi bò sữa không còn là nghề xa lạ với nhiều nông dân ở Lâm Đồng. So với những người nông dân huyện Di Linh thì đây là một nghề mới mẻ và họ chỉ mới bắt đầu chăn nuôi bò sữa khoảng 5 năm trở lại đây.